Thì dễ. Hai đứa gái đã có nơi đi chốn về chưa? Bên này thì đã gã đi nước ngoài rồi. Nhưng bên đó người ta trả về. Còn bên này gã 1, 2, 3, 4 lần gì đó. 1, 2, 3, 4 lần gì đó. Nhưng không có lần nào được. Bây giờ là lượt tiếp theo. Người mặc là Thúy Ngân. Bài này Lan Ngọc chuẩn bị tập trung hát. Dạ. Thúy Ngân sẵn sàng chưa? Ha, dạ em đâu có hát gì đâu. Em đâu có hát gì đâu. Đúng rồi. Bé còn tỉnh táo. Nhìn lời trước. Mà chắc cũng không cần nhìn lời đâu. Quen chị ơi, đẻ bị chết là lỗi của chị. Bài này mà không thuần nữa là đánh gãy rồi. Còn lưu liên về chứ nó góp đưa mắt nơi anh người chi tay. Vì là bài quen nhìn ít thôi. Ủa tôi không quen bạn ơi. À không quen nhìn riêng. Thua chắc rồi. Thôi em cũng có thuộc đâu. Trời ơi, em không thuộc. Em còn thuộc tên tác giả. Vô duyên quá. Music khoái nhạc bài này lắm. Vô rồi đó. Áp lòng nên tự kỷ niệm trôi nhạt nhạt và phai phôi. Oh oh oh. Mọi nghiệp anh không khi trong em anh là một yeah. Quán. Đông. Giao cho anh những hy vọng. Ở tôi. Một người bên em trao cho em những tia hy vọng. Đây thôi, đánh không bằng con số không. 1, 2, 3, 4 ngày. Có chắc nó nhớ sẽ tận đi hay còn lưu luyến vậy. Có chắc tin không sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng. Những cứ kỷ niệm thôi, nhạt nhòa và phai phôi. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 5 anh chỉ một anh nên chỉ nhớ em thôi. Có anh sai lầm. Em cũng đã có một người yêu mới. Chắc anh chẳng tin một ai nữa đâu. Thì ta đã mất nhau. Vừa rồi là cái phần đọc lời bè hay gì đó. Có một vài người sẽ buồn lắm đây. Nhưng không sao, chúng ta là game vui thôi mà. Dạ đúng rồi, em đâu phải ca sĩ đâu. Đúng rồi. Quy định, Thúy Ngân sẽ hát bài này, sẵn sàng chưa? Bạn có 30 giây để nhìn những dòng chữ sau đây. Ba câu cuối, hai câu cuối nha. Ai hát là do tôi chỉ, không được quy định. Thôi chết rồi, chết. Lời bài này không mà giờ đâu có nhớ mấy lời chính gốc đâu. Đó, nghệ sĩ có gì mà hát phi nghệ thuật. Hát nhạc của nhạc sĩ mà chế lời. Lỡ sau này hát của người ta là tao hài lòng rồi sao? Đúng rồi. Chính trước cái phạt đi. Rồi, chuẩn bị. Đề ba trước cho quen lực. Yên tâm, nếu đàng hoàng, tử tế, lâu lâu MC sẽ cho nhìn cái âm nhạc. Yo. Để mình nói cho mà nghe. Để mình nói cho mà nghe. Tấm hồn này chẳng là nghe. Để cho tốt mẹ. Ủa, anh đúng mà. Để mình nói cho mà nghe. Tết năm nay mình còn trẻ. Đến tới mình cũng chắc đi chơi. Nay là mình nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng lặng
Thật tiếc, các bạn đã đọc rap rồi còn sai nhịp nữa. Cuộc sống mà, có vay có trả. Hồi nãy anh chích anh Luật, bây giờ em trả thù giùm anh Luật. Em chích anh, em chích anh. Đúng rồi, hãy chích Vinh đi. Anh muốn chích ở đâu? Thôi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chúng ta có 30 giây. Người lạ ơi, tôi là trời chỉ biết đâu, nhưng khi một mình thì lại không. Cô tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong nước mắt là biển rồi. Đừng đọc nữa. Đội này chỉ thuộc ở khúc này thôi. Người lạ ơi, xin hãy cho tôi một bờ vai. Vì già ơi, mà phá không? Giúp tôi một bờ vai. Làm bây giờ chuẩn bị. Âm nhạc, go. Yeah. Yeah. Người lạ ơi. Nhưng sao nước mắt ngươi là bị trắng. Chết ok, chết tém. Lẹ lên, chết. Sao không hát là chết luôn. Chết tém. Chê. Người là ơi. Người là ơi. Hey, có tên là bệnh ổn. Nhưng trong nước mắt ngươi là lộn. Rồi, ơi, chết mắt luôn. Vô nè. Chống bánh như vậy. Đẩy cái điệp khúc lên trên, người ta đỡ mất một bóng. Đẩy cái điệp khúc xuống dưới, người ta vô là rap trước rồi. Nè, các bạn sao? Các bạn không biết gì về âm nhạc. Ngọc, em rap cho anh một đoạn coi. Tôi là qua về đâm đông, nhưng khi một mình thì lại không có. Tạo ra là mình nộm như sông, bên trong đó mình biển đông. Đây, ai đó giang tay ta vào một cơn một lần. Nhưng phải đón tay người ta cũng nắng ơi, u ớn cảm xúc. Tìm về nơi mầm sống để được bù thêm âm phiếu cho tôi. Đây, cái lưỡi ra chị. Bây giờ, tới lượt người tiếp theo. 30 giây, học lời. Y nhạc vợ. Đêm buông dần lẻ loi dưới con phố. Đêm dần buông đối với tôi lẻ loi dưới con phố không ánh đèn. Thôi, hai vợ chồng mà không thuộc nhạc nhau kỳ lắm á. Phải tập quen những ký ức cơ ùa về. Để đem ký tên nữa. Rồi. Miếu thịt, go. Bây giờ nhắc em chứ em không biết luôn á. Yo. Đêm buông dần lẻ loi từng con phố không ánh đèn, chỉ mình tôi sai quất. Ủa đâu vậy, giữ lại, sai rồi kìa. Thôi đây đừng tâm sự nha. Thưa quý vị, không thể nào mà chồng mà không thuộc bài hát của vợ được. Không, mà thực sự là dạ diễn minh họa cho cái bài hát này hay quá. Tiết mục võ sĩ đạo quá, đừng có vợ. Không còn ai nữa. Đến bây giờ hình như em cũng đã quen một mình. Cắn chặt bờ môi em chích. Ủa không bỏ.
Ở cái lượt này chúng tôi rất thật lòng luôn á. Có những bài hát mình hơi bỡ ngỡ tí. Thậm chí bây giờ một cái bài quen mà kêu mình hát đúng từng chữ sao mình hát đúng được. Cho nên thôi cái này mình huề đi ha. Huề đi ha. Lại ơi. Như ở cái game tiếp theo là một cuộc chiến sinh tử. Một sống, hai chết. Trời ơi. Khoan. Bước vào dòng sinh tử một sống hai chết. Cho tôi hỏi ban giám khảo một câu. Mình có thể đổi đồng đội với nhau được không? Không, muộn rồi. Không lao là phải theo lao. Còn nếu như mình cảm thấy đồng đội mình không tốt. Nói chơi thôi.